Hôm nay lớp chúng ta sẽ đến với tiết học mỹ thuật. Em Tôm, em Trinh lên vẽ cho thầy bông hồng. Nice. Nani? Em Trinh vẽ rất giống. Thầy cho em 8 điểm. Em vẽ linh tinh cái gì vậy? Thì em vẽ cô Hoa dạy toán ạ. Rồi ôi, em vẽ sai chủ đề rồi. Hôm trước em vừa thấy thầy nắm tay cô Hoa, em nói nhỏ là em là bông hoa hồng đẹp nhất của anh. Oh no. Tôm này, đừng nói cho vợ thầy nha. Thầy không để em thiệt thòi đâu. Nhớ lại. Bông hồng không những là tên một loài hoa, mà còn dùng để miêu tả nhan sắc của một người phụ nữ xinh đẹp. Thầy cho bạn Tôm 10 điểm. Cả lớp khen bạn Tôm nào. Các em, giả dụ bây giờ ra đường mà nhìn thấy hai cái túi, một túi tiền và một túi đạo đức, thì các em sẽ nhặt túi nào trước? Dạ thưa thầy, em nhặt túi tiền ạ. Tham lam. Nếu mà là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức. Ai thiếu gì thì nhặt đấy thầy ạ. Hỗn láo, đi ra khỏi lớp cho tôi. Em Tôm. Dạ. Em nhặt túi gì? Dạ anh thưa thầy, túi tiền thì thầy không cho nhặt, còn túi đạo đức thầy nhặt mất rồi còn đâu. Thì giả dụ bây giờ có thêm một túi đạo đức thì em có nhặt túi đạo đức đó không? Đạo đức rẻ lắm hay sao mà người ta cứ vứt ném lung tung ngoài đường thế ạ? Cậu lại còn vặn vẹo tôi à? Đi ra khỏi lớp. Thầy đuổi các bạn ra ngoài là đúng đấy ạ. Là em á, em chọn cả hai luôn cho đỡ phải đau đầu. Ê Tôm, có chuyện gì đấy? Kết quả kỳ thi vừa rồi của tao này lại đúp rồi. Kỳ thi vừa rồi ấy, tao cũng được có 1-2 điểm mà thôi. Nhưng mà may là bố mẹ tao lên xin thầy cho tao đấy. Nope. Nhưng bố mẹ tao khó lắm chả xin cho đâu. Thì mày tự lên mà xin. Bố mẹ tao lên xin thầy á, xong có cầm theo một cái phong bì, còn nói thêm một câu nữa là biếu thầy uống cà phê. Phong bì? Cà phê? Thầy ạ. Gặp thầy có việc gì đây? Kết quả kỳ thi vừa rồi của em nó không được cao. Em có cái này gửi thầy uống cà phê, mong thầy xem xét giúp em ạ. Cậu làm như thế này là tôi không thích đâu nhá. Lần này tôi thông cảm đấy, chứ lần sau cà phê thật à? Vâng, thế là thầy cho em lên lớp thầy nhá. Lên lên cái gì? Ở lại học 1 năm nữa cho nó chắc. Nhanh lên là Trang đi. Nhanh cái tay lên. Đứa nào đánh giấm đấy? Mùi thế. Tao là tao ngửi thấy cái mùi khoai lang. Cái Trình, mày đúng không? Quên đi nhá, tao không có vô duyên như thế đâu. Thôi đọc đi. Mà lần này là tao ngửi thấy cái mùi ngô. Mùi ngô là thằng Nhân, đúng, đúng không? Rồi. Chính là mày. Này, không phải tao nhưng đừng có đổ điêu. Tôi đọc đi. Thằng Hiếu, tao là tao ngửi thấy mùi dưa chuột, vô duyên. Tao là tao đang ăn kiêng nhá, trong bụng tao chả có cái gì để đánh giấm cả đâu. Lũ chúng mày không ai chịu nhận đúng không? Tao không thể chơi cùng cái lũ bạn bốc mùi như thế này được. Tạm biệt nhá. Cái gì đấy kia? À, hóa ra từ bên đây là thằng Tôm thả khí à? Xử lý nó, đánh nó. Cháu Tôm con trai chị ấy, nó nghịch ngợm quá. Suốt ngày dùng bạo lực với các bạn ở trong trường. Hội phụ huynh thì người ta ý kiến nhiều. Chị mà không có biện pháp để giáo dục cháu thêm ở nhà ấy, thì buộc nhà trường sẽ cho nghỉ học. Để tôi xử lý thằng này. Các cháu, hãy cho cô biết bạn Tôm đã làm gì các cháu. Bạn Tôm đổ mực vào áo cháu ạ. Bạn Tôm buộc tóc cháu vào thân cây ạ. Còn cháu thì bị bạn Tôm ấy lấy ra làm bao các tập game. Thật là quá đáng. Tôm, mau đi xin lỗi các bạn nhanh lên. Mình xin lỗi tất cả mọi người, lần sau mình không dám như thế nữa. Chúng mày. Nope. Chúng mày dám mách mẹ tao và thầy, làm tao xấu hổ. Hôm nay tao sẽ đánh cho chúng mày hết cái thói láo đi nhá. Sao mày dám bật tao? Chính là mẹ mày đã dặn, lần sau mà mày còn dám bắt nạt bọn tao ấy thì cứ tẩn lại không phải ngại. Về nhà chỉ có ăn thêm mấy trận đòn nữa con nhá. Các em, đây là hòm thư góp ý. Bắt đầu từ hôm nay, em nào có ý kiến kín gì để giúp lớp mình phát triển thì hãy viết ra tờ giấy và cho vào cái hòm này các em nhá. Dạ vâng ạ.
Giờ sinh hoạt lớp hôm nay, thầy sẽ đọc tất cả các ý kiến của các em góp ý để chúng ta cùng phát triển nhá. Đóng tiền quỹ lớp để liên hoan vào mỗi buổi cuối tuần này, tổ chức sinh nhật cho các bạn tại lớp này, muốn xây dựng thêm sân chơi để có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa. Thầy sẽ duyệt tất cả các ý kiến của các em. Thầy đọc thiếu rồi ạ. Thiếu là thiếu thế nào nhở? Bởi vì tờ giấy góp ý ấy là của em. Thế em góp ý như thế nào? Thì em đóng góp là đừng có bắt ép bọn em phải đến nhà thầy học thêm nữa. Đã thế học phí thầy thu còn cao gấp mấy lần các thầy cô khác ấy. Thì thầy chỉ đọc những cái gì mà có thể thay đổi được thôi. Cái đó thì không thể đâu. Thế mà cũng bày đặt hòm thư góp ý. Đúng là cho con bò. Bà mới mất cả một vườn xoài, bà mới thấy chúng mày nhá. Cô ơi, con xin cô ạ. Không cứ xin xỏ cái gì hết. Bố mẹ mày ở đâu hả? Hả? Gọi ra gặp tao ngay. Làm thế nào bây giờ? Tao có cách rồi. Thầy ơi. Tôm à? Thầy ơi, hôm nay em đã dẫn mẹ của em đến gặp thầy rồi ạ. Cậu biết điều đấy. Cậu mà đưa mẹ đến chậm một ngày, tôi đuổi học cậu đấy. Chào chị nhá. Rất vui được gặp chị. Không dám. Nhìn mặt hèn hèn thế kia thì bảo sao, toàn đào tạo ra lũ mất dạy. What? Đúng là toàn đào tạo ra cái lũ trộm cắp vặt, không ra gì, nhà rột thì nóc. Chị nói gì tôi không hiểu. Liệu mà bảo ban nhau, đừng đẻ con này cả một lần nữa là không xong đâu. Tự nhiên lại bị chửi. Chủ nhận đấy, mày đỉnh thật đấy. Chuyện cho hơn thầy, là trường có phúc mày. Ai xé mất sổ ghi đầu bài rồi. Thầy yên tâm, cứ để em điều tra vụ này. Xé giấy nhăn nhúm là chỉ có học sinh thôi. Nope. Dấu chân to thế này chắc chắn không phải con gái. Leo trèo giỏi chắc chắn là cơ thể phải thật dẻo dai, nhanh nhẹn. Oh no. Đứng dậy. Bắt được rồi nhá. Thầy cảm ơn em. Đưa tờ giấy đây. Tao xé sổ đầu bài ấy cũng là vì thương mày đấy. Sao lại thương tao? Mày nhìn đây này. Để xem nào. Thứ hai này, Tôm không học bài cũ này môn sử. Thứ ba này, Tôm ngủ gật chửi bậy. Thứ tư này, Tôm trốn học. Thứ năm này, Tôm xả rác bừa bãi. Tôm mời phụ huynh lên gặp thầy nữa nhá. Thầy ơi, thầy đang đọc cái gì đấy ạ? Thầy đang đọc về sách tư duy logic em ạ. Tư duy logic là gì hả thầy? Là khi ta nhìn thấy một vấn đề này, ta có thể suy luận ra các vấn đề khác xung quanh. Thầy lấy ví dụ nhá, em có yêu động vật không? Em rất yêu động vật. Thế thì chắc chắn nhà em sẽ nuôi chó. Nhà em nuôi hẳn 10 con nhá. Sân vườn nhà em chắc chắn sẽ rộng rãi. Chuẩn luôn, nice. Nhà em là to nhất làng. Để có một cơ ngơi như vậy, bố mẹ em sẽ là người rất giỏi giang thành đạt trong cuộc sống. Suy luận ra theo gen di truyền, em là người rất thông minh. Minh. Oh no. Tao vừa học được cách tư duy logic đấy. Nope. Logic là gì? Thì bây giờ ví dụ nhá, mày có yêu động vật không? Không, tao ghét. Thế thì chứng tỏ một điều rằng mày rất ngu. Này Tôm, tao kể cho mày nhá. Lạc Long Quân với cả Âu Cơ là đẻ ra 2.000 trứng. What? 1.000 trứng thì sang bên Tây, còn 1.000 trứng thì ở bên đây. Cái gì đấy nhỉ? Cô giáo dạy địa là sai. Việt Nam chỉ có 3 tỉnh thành thôi. Đấy là tỉnh Bắc, tỉnh Trung, tỉnh Nam. Còn cái điều này ghê gớm hơn nữa. Mặt trăng ấy, diện tích phải to bằng cả cái trường mình đang học. Mà trên đấy nhá, mày biết có ai không? Có chú Quậy này, chị Hằng này, với cả Thỏ Ngọc. Mà ở bên cái cây gì nhỉ? À, cây chuối. Mày đỉnh cao. Tôm. Vừa thầy nghe bạn nhân toàn nói kiến thức sai, sao em không tranh luận nhở? Ai lại đi cãi nhau với thằng ngu hả thầy? Làm thế, hóa ra mình ngu hơn nó à? Hiếu, dễ thương thế nhở? Mà nhìn mũm mĩm, yêu ơi là yêu ý. Từ trước đến nay chưa có ai khen tớ bao giờ cả. Cậu à, vừa đẹp trai, dáng người lại chuẩn. Tớ cảm ơn Tôm nhiều nhá. Ô Trinh, váy mới đúng không? Rồi ôi, nhìn xinh như nàng công chúa ấy. Chứ cứ như cái thằng Hiếu ấy, đã béo còn ăn lắm, nhìn ghét. Minh, tớ nói thật với Minh này, ở trường này tớ quý mỗi bạn. Chứ cứ như con Trinh ấy,
ông A ông ấy không thể nào mà ưa nổi. Công nhận dám bạn Minh đánh nghe tiếng hay nhở. Lại còn thơm như nước hoa nữa. Mày bớt cái giọng thảo mai thảo quả của mày đi. Tớ lúc nào sống cũng thật lòng à. Thật không? Thế còn thơm không? Đáng đời cái đồ thảo mai. Các em nghe đây, lớp chúng ta sẽ phát động phong trào làm việc tốt. Mỗi một việc tốt sẽ được cộng vào điểm hạnh kiểm. Để cuối năm thầy xét cho các em lên lớp. Các em cố gắng phát huy nhá. Dạ vâng ạ. Thầy chào các em nhá. Thế tuần vừa rồi các em đã làm được những việc tốt gì nhỉ? Thưa thầy, em bắt sâu trên cây trong trường để giúp cây tươi tốt hơn ạ. Em trồng thêm hoa để khuôn viên trường được đẹp hơn ạ. Em tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố cùng các cô, các chú trong xóm ạ. Rất tốt, thầy rất tự hào về các em. Thế còn bạn Tôm, bạn Tôm đã làm được việc tốt gì nhỉ? Dạ thưa thầy, em đã giúp lớp mình giữ trật tự hơn trong giờ học và không còn ồn ào nữa. Thế cụ thể là như thế nào em? Thì cứ đến giờ học là em đi ngủ. Các em tụ tập đây làm gì đông thế? Thầy ơi, hôm nay sinh nhật thầy, bố mẹ chúng em gửi quà tặng thầy ạ. Ui giời ơi, phụ huynh lớp này chu đáo quá. Dạ, nhà em bán gạo nên em tặng thầy cân gạo để thầy nấu cơm ạ. Thôi, thầy cảm ơn nhá. Dạ thưa thầy, nhà em thì bán dép, thế nên em tặng thầy đôi dép tông để đi trên chân thầy ạ. Ừ, nhà bán gì tặng thấy rất tiện lại còn tình cảm. Thầy ơi, nhà bán điện thoại. Bán điện thoại á? Thế tặng thầy cả điện thoại à? Thôi thầy không lấy đâu. Nhiều tiền thầy chẳng dám nhận đâu. Dạ không, em tặng thầy cái sạc. Thầy cảm ơn. Thầy ơi, nhà em bán vàng mã nên là em tặng thầy bó nhang để sau này lỡ thầy mất đi có cái thắp luôn ạ. Học sinh bên trái quậy, bên phải quậy. Hình như là thiếu Tôm đúng không? Tôm đâu? Dạ em đây ạ. Ăn có hai quả sầu riêng mà. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tập nhảy xa. 1m8 em rất tốt. 1m6 tôi cũng tạm được. 1m4 Tôm nhảy đi. Vâng ạ. Ui giời ơi, 30 phân nhảy lại cho tôi. Cậu có tin là tôi cho cậu đúc về môn thể dục không? Vâng ạ. Thế là đi tông hai quả sầu riêng rồi. Tôm, thầy nghe các bạn học sinh đồn nhá, là em có một biệt tài nói dối. Mà nói dối như thật. Thầy cho em một cơ hội, em nói gì lừa được thầy mà thầy tin đó là sự thật thì cuối năm thầy sẽ cộng điểm cho em. Thực sự là em không biết nói dối là gì đâu ạ. Chẳng qua ấy là em có nhặt được một cuốn sách mà trong đó người ta dạy là cách nói dối như thật. Em chỉ đọc xong rồi về kể lại cho các bạn nghe thôi ạ. Thế cuốn sách đấy giờ ở đâu rồi? Em giấu ở bụi cây phía đường kia. Tôm ơi, ong đốt. Đây, thầy cầm lấy cái lọ thuốc này bôi vào, thuốc gia truyền nhà em đấy. Sao sót mà rát thế, thuốc gì đây? Ôi trời ơi, thuốc cái gì? Bột ớt đấy. Với cả chả có cuốn sách nào đâu. Em nhớ cộng điểm cho em đấy nhá. Này chúng mày, có đứa nào dám chơi vật nhau với tao không? Nope. Đã thấp còi rồi lại còn hay thách đấu. Thế thì thằng béo, mày ra đi vật nhau với tao. Ôi trời ơi, Tôm ơi. Tôm ơi, sao mày khỏe thế hả Tôm? Đây, bởi vì tao có cái viên kẹo tăng sức mạnh này. Chỉ cần ăn một viên vào thôi là chúng mày sẽ có sức mạnh phi thường. 50.000 một viên, có đứa nào mua không nhở? Tao mua. Ê, ý bán cho tao. Từ giờ có viên kẹo này rồi á, tao không sợ bị ai bắt nạt nữa đâu. Phần của mày đây. Tao xin, ngã một tí mà có tiền tiêu vặt ý, kể ra cũng đáng. Công nhận bọn này ngu. Yeah. Này Tôm, em làm gì mà nằm ở đây đấy?
em vừa úp được một con chim quý thầy ạ. Chim quý á? Thế giống chim gì đấy? Đấy là giống chim lựa bì của nước Qua Khống xưa. Chim này bây giờ quý lắm, cả thế giới còn có 2 con thôi. Thầy cũng chưa nghe giống chim này bao giờ, chắc quý thật nhỉ? Thầy ơi, bây giờ thầy ngồi đây trông giúp em một lát để em chạy về lấy cái lồng nhốt chim. Nhưng mà nhớ là thầy không được mở ra xem đâu, mở ra chim nó bay mất đấy. Ok, em cứ đi về đi. Thằng Tôm đi gì mà lâu thế nhỉ? À thôi, mở ra xem giống chim gì. Có mỗi cái lá. Tôm, cậu dám lừa tôi à? Chim đâu chả thấy, thấy mỗi cái lá. Thế là thầy đã mở mũ ra rồi ạ. Ơi, thế là bay mất con chim của em rồi. Thầy ơi, loài chim lựa bì này có tốc độ bay ngang tốc độ ánh sáng. Mà màu lông thì trong suốt như màu không khí. Thầy mà không để ý kỹ là không thấy được đâu. Ôi, thầy đèn chim cho em đi. Thôi em đừng khóc nữa. Thôi ngày mai nhá, thầy chấm cho em bài kiểm tra 10 điểm. Về mà khoe mẹ nhá. Em nể thầy mỗi lần này thôi đấy nhá. Lần sau thầy phải cẩn thận vào. Mà tên con chim nó cứ bị làm sao ấy nhỉ? Lựa bì của nước Co Khống. Lựa bì là bị lừa, Co Khống là không. Lại bị trẻ con nó lừa. Rồi cậu sẽ biết tới tôi. Cái kẹo mày liếm vào rồi sao mày không ăn luôn đi mà cất đi làm cái gì? Mỗi ngày chỉ liếm 2-3 lần thôi thì cả tháng mới hết cái kẹo đấy. Thế thì chả tiết kiệm được bao nhiêu tiền đút lợn ấy. Tôm, xem đứng phơi nắng thế. Áo em vừa bị dính bẩn, em phải dùng nước để gột. Đứng đây phơi nắng tí cho áo nó khô, về nhà đỡ tốn tiền nước với tiền bột giặt thầy ạ. Tôm, sao mày có giày mày không đi vào? Giày mới mua đấy, đi nhiều mòn đế. Ôi, sao đấy? Thì dáng phải gai rồi. May thật. Mày bị rách cả chân ra, mày bảo có may. Mày bị giờ người à? Bây giờ nhá, gai đâm vào chân, da thịt thì rách xong nó lại lành. Gai nó mà đâm vào đế giày thì có lành lại được không? Ôi dồi ôi, mày là đồ quá à, điện, tao ngả đón van xin mày. Này thằng kia mày vào đây. Mày gọi mày vào đây. Này thằng nào màu trước là bố nhá. Này, tao cho mày làm bố tao luôn đấy. Cho mày là bố tao luôn đấy. Nào, dừng lại ngay. Tại sao các em lại đánh nhau? Nope. Bởi vì cái thằng Đôn này, nó chơi trò lao léo thầy ạ. Chỉ có chuyện gì cũng từ từ khuyên bạn. Tuyệt đối là các em không được động thủ chân tay đâu. Thế bây giờ nhá, ví dụ có một người làm xấu đến thầy, làm động lợi ích của thầy thì thầy tính sao ạ? Chắc chắn là thầy sẽ bao dung rồi. Đôn, em đã làm gì các bạn? Em có làm gì các bạn đâu. Thế tại sao? Đúng rồi, nó chả làm gì em cả. Thế nhưng mà chính mắt em đây này, nhìn thấy nó là đổ mắm tô vào cặp của thầy. Thế rồi là bôi quả ngứa lên bàn giáo viên nữa, can mãi không được. Nani? Bỏ thầy ra, các em bỏ thầy ra. Ôi thầy ơi, thầy có làm gì đâu. Bỏ thầy ra để thầy làm bố nó. Này Hoàn ơi, hôm nay kiểm tra toán mà tao lại rốt nhất môn toán. Mày xem có cách nào cứu tao với. Nope. Ngồi xa nhau như thế chép mình cách nào? Bây giờ ấy, mày chỉ cần ghi vào tờ giấy vô tròn lại rồi ném lên cho tao là được. Xong việc, cho 15 lít. Hoan ơi, Hoan! Từ... Nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Ai? Ai ném khai mau? Em ạ. Oh no. Cậu ném cho ai? Em ạ. Tôi cho cậu 0 điểm, đi ra ngoài. Thầy ơi, em xin thầy ạ. Tôi cho cậu ra ngoài ấy là tiết kiệm thời gian cho cậu đấy. Cậu mà ngồi chép bài như thế này ấy, sai hết. Đã rốt lại còn thích chỉ bài. Cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ đến với tiết học ước mơ. Mỗi người mang cho thầy một vận dụng liên quan đến ước mơ của mình. Các em nhớ chưa? Em Trinh, em mang cái gì đến nhở? Em mang đến cái lược, vì ước mơ sau này của em sẽ trở thành một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp ạ. Tốt quá. Em mang đến một cuốn sách, vì ước mơ của em sẽ trở thành một nhà văn ạ. Người có tri thức ấy thì sẽ được mọi người xung quanh coi trọng. Em mang đến một chiếc bát ạ, vì tương lai em muốn làm đầu bếp ạ. Thầy nhìn em thầy cũng đoán ra được rồi đấy. Thế còn em Tôm, em mang gì nhở?
em lại chả mang cái gì đến cả. Sao lại không mang cái gì? Cậu là vừa lười học hay vi phạm nội quy, lại còn vụng về đụng đến cái gì là hỏng. Sau này cậu làm cái gì? Người như em chắc là chỉ làm được nghề giáo viên thôi ạ. Cái gì đây? Bí kíp đọc tâm lý người khác. Chỉ cần nói tôi đã biết hết rồi với ai đó thì sẽ nhận được sự bất ngờ. Hiếu, tao đã biết hết rồi. Thật á? Đúng. Tại tao thèm kẹo mút quá nên mới lấy trộm của mẹ tao 20.000. Đây, tao chia cho mày một nửa. Nhưng mà cấm không được phô với mẹ tao đấy nhá. Nhân, tao đã biết hết rồi. Sao mày biết? Tao biết hết rồi. Tao cũng không muốn làm cái ghế của lớp đâu. Ui, mày giấu thầy hộ tao cái nhá. Tao sẽ trực nhật cho mày một tuần. Thầy, tôi đã biết hết rồi. Em biết rồi á? Tôi biết hết rồi. Ui, con trai của bố. Bố xin lỗi con, bao nhiêu năm qua bố đã giấu giếm con. Ta chính là bố ruột của con đây. Này chúng mày, từ bây giờ tao không muốn được làm đại ca nữa. Tao muốn trở thành một người tốt. Cho nên ai cần tao giúp gì cứ ý kiến. Thật á? Thật 100%. Ok luôn. Tôm, cậu có thể làm giúp tớ ít bài tập được không? Làm luôn. Này Tôm, giúp bọn tao quét hết sân trường này nhá. Chuyện nhỏ. Ôi trời ơi, Tôm ơi, nhà vệ sinh tắc rồi, mày xử lý giúp tao cái nhá. Không vấn đề gì đâu. Ăn bún đậu mắm tôm sao mùi kinh thế. Hôm nay tôi cho tất cả các em không điểm hết. Làm bài tập thì sai, trực nhật thì bẩn. Còn cái cậu này, ăn nói ít thôi, tắc hết cả đường ống nước của trường rồi đấy. Bó tay. Xin lỗi nhá, khả năng của mình chỉ được đến thế thôi. Làm người tốt khó thật đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi, ai học dốt chẳng cần lo, đến ngay chỗ tớ làm cho đây này. Mại dô mọi người ơi. Méo, mỗi lần giải hộ bài tập mày lấy bao tiền? 10 cành, không biết nhìn giá à? 10.000 đắt quá, 2.000 thôi. 2 cành, thì thôi cũng được, đưa đây. Thằng kia, mày làm bài cho tao kiểu gì mà được có 2 điểm thế hả? Thì 10 cành là 10 điểm. Mày đưa tao có 2 cành 2 điểm là đúng rồi còn gì nữa. Mày định chơi khăm tao đúng không? Đã thế thì chứ. Bớ chúng mày ơi, đứa nào xử lý thằng Tôm giúp tao. Tao làm bài tập miễn phí cho. Làm bài cho chúng tao đó. Đúng là cái đồ đã yếu còn thích ra gió. Cô trả lời cho tôi các câu hỏi sau đây. Ai là người được thần Kim Quy trao nỏ thần? Dạ là An Dương Vương ạ. Tốt. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Là Quốc Tử Giám ạ. Giỏi. Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân lúc mấy tuổi? 3 tuổi ạ. Quá giỏi. Dịch cho thầy câu tiếng Anh sau. Thank you very much. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Rất tốt. Người tiếp theo vào đi. Này, đáp bán là gì đấy? Trình tự là An Dương Vương, Quốc Tử Giám, 3 tuổi và cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ kiểm tra thông tin của cậu trước. Cậu tên là gì? An Dương Vương ạ. Thế cậu học lớp nào nhỉ? Thì Quốc Tử Giám. Này, mấy tuổi rồi mà còn tuột nhà? 3 tuổi. Cũng đi ra khỏi lớp cho tôi. Năm nay tôi sẽ cho cậu đúp. Cảm ơn bạn rất nhiều. Này, hôm trước thi tiếng Anh nhá, tao được 9 điểm đấy. Chắc mày lại chép ai chứ gì. Đừng có bao giờ khinh thường người khác nhá. Không tin, mày thử luôn. Vậy tao đố mày, cat trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Cat dịch ra có nghĩa là con mèo. Được đấy. Vậy speak trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Speak có nghĩa là con lợn. Hay đấy. Thế thì fish trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Fish có nghĩa là con cá, ngày nào tao chạy đi câu. Vậy dog trong tiếng Anh dịch ra có nghĩa là con gì? Dog á? Dog là con gì nhở? Dog là là con chó, con chó. Nani? Mày đang làm cái gì đây?
đây là cái cây nhân giống. Chỉ cần mày treo một đồ vật gì lên thôi ấy, là chút nữa nó sẽ nở ra rất nhiều luôn. Tao chẳng tin. Nếu không tin thì mày đi theo tao, chút nữa cùng quay lại là biết kết quả chứ gì. Được thôi. Wow, thật không thể tin được. Tao có nói điều đâu mà. Mình sắp giàu to rồi. Nope. Cây ơi, mày để ra thật nhiều tiền cho tao nhé. No. Anh xin. Tao phải công nhận là cái kế sách của mày nó hay thật đấy. Tại vì nó tham thì thâm thôi, đi lừa đứa khác. Này các em, hôm nay các em tự mở sách học nhá. Thầy cần chợp mắt một chút. Sao thầy ngủ trong lớp thì được, mà khi bọn em ngủ trong lớp thầy lại ghi bọn em vào sổ đầu bài. Không, thầy chỉ nằm chiêm bao để gặp ông Khổng Tử xin ông ấy kiến thức về truyền lại cho các em đây. Thôi thôi cứ thế nhá. Tao có kế này. Dậy. Ai cho các em ngủ trong lớp? Bọn em không phải ngủ đâu ạ. Bọn em cũng nằm chiêm bao để đến gặp ông Khổng Tử để nói chuyện đấy ạ. Đúng rồi ạ. Thế ông Khổng Tử nói gì với các em? Thì ông Khổng Tử bảo là sau lâu nay chả thấy thầy mày đến thăm. Em với bảo với ông là thầy con vừa đến thăm thầy xong. Ông bảo là ơi giời, chả thấy bóng dáng thầy mày đâu cả. Về bảo thầy mày bỏ ngay cái thói nói phép đi. Bỏ ngay cái thói nói phép đi. Sắp tới lớp chúng ta sẽ bầu ra một bạn làm lớp trưởng. Nice. Tôi thấy là em Minh, em Tôm rất có tố chất. Nhưng hai em cần cố gắng thể hiện hơn. Bạn nào tốt hơn thì sẽ được làm lớp trưởng. Hiếu ơi, Hiếu ơi, tớ cho cậu cây kẹo này. Nhớ phải bầu tớ là lớp trưởng nhá. Hiếu, cậu mà bầu tớ làm lớp trưởng nhá, tớ cho cậu quả bình pháo đùng luôn. Tớ cho cậu hắn 10.000. Tớ chắc cậu hẳn á, tớ một đỏ to đùng hơn. Đấy thằng kia, mày tính chơi với tao đến cùng ấy phải không? Đấy thầy xem, các bạn gây sự đánh nhau, mất trật tự của trường. Thế này thì còn làm gương được cho ai nữa ạ? Hai em làm tôi thất vọng quá. Trinh, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ làm lớp trưởng. Hả? Ôi trời ơi. Tiền này, thế là có tiền nạp game rồi. Mày quên thầy dặn là nhà đồ có rơi phải trả người đánh mất à? Mày dốt lắm, nể tình mày đi cùng tao nên tao chia cho mày một nửa, được chưa? Tao không thèm đâu, mày á xấu tính như thế á, nghiệp sẽ quật mày sớm thôi. Từ bây giờ tao không chơi với mày đâu. Đúng là cái đồ sĩ bộ. Úi giời ơi, mình nạp nhiều tiền thế này thì nhân vật của mình VIP nhất trường luôn nhé. Mẹ. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại đứng đây khóc thế ạ? À? Mẹ làm lụng vất vả để dành được mấy đồng để đóng học cho con. Nhưng mà không may, mẹ đi trên đường mẹ làm rơi mất. Bây giờ không có tiền đóng học, nhà trường mà đuổi học con thì mẹ biết sống đến nào? Mẹ ơi, có phải mẹ đánh rơi đúng 1.000.000 phải không mẹ? Sao con biết? Thế thì chuẩn rồi, nghiệp quật thật. Nào, nhanh cái chân lên, nộp hết ra đây cho thầy. Chuyện tranh này, điện thoại, bim bim, toàn đồ ăn vặt, toàn những thứ tôi cấm mà các cậu dám đem vào lớp à? Dạ, bạn Tôm bắt em mang đến á. Oh no. Bạn Tôm lệnh cho em mang đến đấy ạ. Bạn Tôm bắt em mang tới đấy ạ. Ai ơi mà. Dạ em thế. Cậu Tôm. Ơi, dạ. Lại là cậu, cậu định làm chùm ở đây à? Cuối giờ gặp tôi. Cho Tôm yêu quý của thầy. Em có thể chỉ cho thầy cách làm sao mà để cho các bạn học sinh nghe theo lời mình được không? À, thế đổi lại em được gì nhỉ? Lần sau ấy, nếu mà kiểm tra, thầy sẽ cho em 10 điểm. Nghe, hợp tác vui vẻ. Tất cả tập hợp. Dạ thưa đại ca, chúng em có mặt. Tốt, thế tất cả đã nhớ khẩu lệnh là gì chưa? Dạ, đại ca nói là phải nghe, đại ca đe là phải sợ. Đại ca nợ là phải đòi. Hả? Cái gì? Dạ em nhầm. Đại ca nợ là không được đòi ạ. Được. Bây giờ tất cả chúng mày phải đi trực nhật vệ sinh quét trường quét lớp thay tao, biết chưa? Dạ vâng ạ. Dạ thưa đại ca, bài tập của đại ca
Thầy đã làm xong hết rồi ạ. Tốt, trong giờ kiểm tra ngày mai thầy nhớ là phải cho tôi 10 điểm biết chưa? Dạ chắc chắn ạ. Xin phép đại ca, thầy về ạ. Bà chính là trùm trường oai nhất cái đất này. À, đi học mà bằng tông bằng dép à? Mỗi người nộp cho tôi một chiếc. Chúng mày, tao có kế này. Dạ, em chào thầy ạ. Thời gian qua em đã vi phạm nội quy của nhà trường rất nhiều. Em cảm thấy rất là hối hận, nên em muốn tặng thầy cây bút này, mong thầy sẽ tha lỗi cho em. Tốt. Dạ, em chào thầy ạ. Nice. Đầu ấy nhở, vừa để đây cơ mà. Thầy giáo gì ấy mà ăn trộm cả bút của học sinh. Bút này tôi mua tặng thầy mà. Thầy không nhìn thấy à? Mình. Em về mách mẹ em. Nhất định là bọn nhóc con này chơi xỏ mình. Thôi thì thầy chịu thua. Em cần gì em cứ nói luôn đi. Thế nào, chúng mày thấy kế sách của tao hay không? Quá hay. Đại phục, đại phục, đại phục. Ai là người ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? Tôm, trả lời cho thầy. Em thưa thầy là em không lấy ạ. Tôi hỏi lại, ai là người ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? Em thưa thầy, em không biết ai lấy ạ. Mà chắc chắn là không phải em lấy thầy ạ. Khoa, lên góc lớp đứng cho tôi. Tôm, đi học, ai ban nào mà lại khóc thế hả con? Mẹ, mẹ ơi, An Dương Vương bị mất cái nỏ thần. Mà thầy giáo cứ đổ tội cho con lấy ấy. Con không lấy, con cãi lại thì thầy bắt phạt con đứng góc lớp mẹ. Thôi được rồi, để mẹ. Chào thầy, tôi là mẹ của cháu Tôm. À vâng, tôi chào chị. Thầy cho tôi hỏi An Dư Vương là cậu nào? What? Mất cái nỏ thần bao nhiêu tiền để tôi đền cho cháu? Chứ mất công thầy đã phạt con tôi, tội nghiệp nó. Thế tôi mới hiểu tại sao em Tôm lại học kém rồi. Đúng là mẹ nào con đấy. Ê chúng mày, tao bảo nhá, nhà tao nhá có một con chó nhá, to như thằng Hiếu Voi luôn á. Miệng rộng như cái cửa lớp mình luôn ý, chân còn to như cái cột đình ý. Mỗi lần cho ăn á, hết cả một tạ thóc luôn. Nhà tao đây này, nhà tao trồng một cây ớt thân to bằng cả cây đa, tán lá rộng bằng cả sân trường. Quả nào quả đấy to bằng quả bí đao. Rồi, nhà tao á, mới mua cái xe công nông để chở lúa. Bánh xe á, to như là cái vòng quay ở công viên vui chơi ý. Còn thùng xe á, chở lúa cho cả cái huyện này vẫn còn dư nửa thùng. Cỡ thằng Minh mà đứng lên đấy à, bé như con kiến. Tôm, thì nhà mày có gì đặc biệt không? Có, bố tao nhá, mới xây một cái nhà phải cao đến tận 9 tầng mây. Móng nhá, chạm tới 18 tầng địa ngục. Còn nói về độ rộng nhá, nếu như một người bình thường muốn đi hết một vòng phải mất 1 năm. Nhưng mà nhà mày ít người, thế xây cái nhà to để làm gì? Thì để nhốt hết lũ khoác lác chúng mày lại đấy. Đứng lại! Hai đứa chúng mày đưa hết bim bim ra đây. Đừng có hòng, tao sẽ không bao giờ nhún nhường cho lũ xấu xa đâu. Nếu như mày vẫn quyết định không giao, tao sẽ cho chúng mày biết thôi. Dừng tay lại. Ở trong trường mà em dở thói côn đồ ra, tôi quá thất vọng vì em rồi đấy. Thầy ơi, bọn em đang tập kịch mà. Sắp có cuộc thi văn nghệ toàn trường mà, thầy quên à? À, thầy quên, thế thầy xin lỗi nhá. Các em cứ tập kịch đi nhá. Thằng ôn con kia, nôn tiền ra đây nhanh. Anh là ai ạ? Mày hỏi nhiều làm gì, tao đã dã cho mày mấy phát bây giờ. Nôn tiền ra tao còn đi chơi điện tử. Mấy cái đứa này chăm chỉ thật, giờ nay vẫn còn tập kịch. Thầy ơi, cứu em, thầy ơi, thầy. Ừ, thế là tốt, cứ thế mà phát huy nhá. Em cảm ơn anh ạ. Anh xin. Cống anh ạ. Dạ em cống anh ạ. Này các em, tại sao bạn Tôm bé tí bé tẹo như cái kẹo ấy mà các em cứ phải phục tùng kinh thế nhở? Thầy không biết đâu, bạn Tôm có năng lực khủng khiếp lắm đấy thầy ạ. Dạ đúng đấy ạ. Thôi được rồi, để tôi xử lý. Này Tôm, thế em có cái gì mà các bạn cứ phải nể sợ em thế nhở? Là bởi vì em sở hữu một cái sức mạnh đặc biệt, nó đến từ trí tuệ. Là như nào? Là em nắm giữ và biết được tất cả những yếu điểm và bí mật của các bạn. Ví dụ như cái chuyện hôm trước thầy đi chơi riêng với cô Hương dạy toán nè. Anh em. Đây, thầy cho Tôm cái này nhá. Tính ra là thầy cũng biết điều đấy.
Thì từ mai mỗi sáng thầy cũng phải đứng xếp hàng và cống nạp đồ cho em như các bạn nhá. Nhân. Ui giời, làm hết cả hồn. Này, thế sao bây giờ mày không về đi? Người ta đồn ý là ở cái trường này nhiều ma lắm. Tao tra đi. Thì đấy là tao cảnh báo mày trước thôi. Còn tin hay không à? Tùy. Nhân này, về sớm đi, tối đi thăm thằng Tôm. Nó làm sao mà phải thăm? Nope. Nó mới đi mổ tối hôm qua xong. What? Mày nói nó nhập viện á? Ừ. Thế cái thằng tao vừa gặp nó là thằng... Nhân! Oh yeah. Đúng là cái thằng nhát cái nhờ. Thời buổi này có sợ ma mới khỏa nhờ. Thầy chuẩn luôn. Oh no. Rõ ràng là thằng Nhân nó vừa mới ngất ở dưới chân mình nhờ. Biến mất nhanh như thế này ấy, chỉ có thể là... Ai lẽ mày mới mở của tao? Ai đang rồi chúng mày lại vở của tao? Minh. Lục. Tại sao em lại mất trật tự ở trong sân trường? Mỗi bạn vụt cho bạn Minh một cái cho thầy. Oh no. Chúng mày đánh như đuổi rồi. Nhìn tao này. Tôm. Dạ. Chính em là người vẽ bậy và vở bạn đúng không? Không. Để thầy kể cho Tôm nghe một câu chuyện nhá. Có một bà bị ăn cắp gà. Bà ấy chửi đống cả xóm. Quan huyện đi qua, ông ta cho mỗi người đánh bà ấy một cái. Ai cũng thương xót và thông cảm cho bà ấy. Đánh rất nhẹ nhàng. Nhưng thằng trộm ấy thì nghe bà ấy chửi nhiều quá, đánh bà ấy rất là mạnh. Thế là bị bắt luôn. Có thật thì giật mình thôi. Ê Tôm, mày tìm gì mà cặm cụi thế? Tao đang tìm một đồ vật rất quan trọng. Tao đang tìm một cái viên kim cương. Nó chỉ bé bằng nửa hạt đậu thôi, nhưng giá trị cả tỷ đồng đấy. Cả tỷ. Bây giờ đứa nào mà tìm lại được cho tao, tao sẽ chia cho một nửa số tiền đấy. Tao lật từng chiếc lá lên một mà không thấy đâu. Thôi bỏ đi chúng mày ơi. Tiền mà dễ kiếm thế á, cũng chả đến lượt chúng mình đâu. Bình thường thầy gào khan cả cổ mà không đứa nào trực nhật. Công nhận em thông minh thật đấy. Em tuy học ngu thôi nhá, chứ mưu kế em đầy. Này, tao vừa được tặng cái kính mới này. Mày mua lại không? Tao bán rẻ cho 50. Ờ đẹp đấy, mua luôn. Cái kính đều ý mà, ngoài chợ bán đầy có 20.000 thôi. Thế thôi, tao không mua của mày nữa đâu. Tôm, sao em vứt rác bừa bãi ra sân trường vậy? Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em không thế nữa. Lần sau rút kinh nghiệm đấy. Ơ thầy, mấy cái lối vứt rác bừa bãi, thầy phạt, phạt. Tôm, thầy sẽ phạt em trực nhật một tuần quét sân trường. Thành danh con kia đứng là ai? Mày có thích bơm đẻ không? Hôm nay á, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Yêu. Hả? Hôm trước thằng Tôm ấy bảo mày như con lợn ấy. Nope. Mày bảo ai như con lợn hả? No. Hôm nay là sinh nhật của mình mà từ sáng đến giờ chả thấy đứa bạn nào chúc cả. Phải ra nhắc khéo mới được. Có lẽ. Ê chúng mày. Này, hôm nay là một ngày đặc biệt khác mọi hôm nhỉ? Tao thấy vấn đề mà. Hôm nay là sinh nhật của một người rất là quan trọng với chúng mày ấy. Có ai quan trọng sinh nhật ngày hôm nay đâu. Thằng Tôm ấy lại điên điên rồi. Kệ nó đi, chơi tiếp đi chúng mày. Tôm ơi. Tôm. Có chuyện gì chúng mày? Thì hôm nay là sinh nhật mà, làm sao để mày về trước như thế được. Cuối cùng thì chúng nó cũng nhớ ra sinh nhật mình rồi. Này, chúng mày có nhớ ra thật chưa đây? Tất nhiên. Hôm nay là sinh nhật cô giáo chủ nhiệm cũ. May mà mày còn nhắc. Tí đóng thêm 50.000 để mua quà nhá. Chúng mày là cái lũ vô tâm. Trúng rồi. Mày bị trúng gió à? Trúng cái đầu mày ấy. Trúng sổ số rồi. Mà giải thưởng tận 3 tỷ nhá. Thật á? Thật 100%. Ba
tao quyết định sẽ dẫn chúng mày xuống căng tin đập phá một bữa ra cho à. Ok. Đúng là tôm đẹp nhất trường. Tôm á, đẹp trai nhất Việt Nam luôn. Phải là đẹp nhất thế giới mới đúng. Tôm á, phải đẹp trai nhất giải ngân hà. Tao quyết định sẽ chia tờ vé số này ra 5 phần để chia cho tất cả chúng mày. Bạn đi đưa đây. Nani? Tèm tèm. Mày làm gì đấy? Thì mày bảo chia mà. Này Nhân, tao đố mày, kết quả thi của tao ngày mai là tao đỗ hay tao trượt? Nope. Mai thể đọc thì tao mới biết được chứ. Hay tao với mày cá cược đi. Nếu như ngày mai tao đỗ ấy, thì tao phải cho mày 5 lép. Còn nếu tao trượt thì mày phải trả tao 5 lép. Được, chơi thì chơi. Thầy sẽ đọc kết quả thi học kỳ vừa rồi. Em Linh, em Đôn, em Hoàn, em Trinh, em Nhân. Qua môn. Còn em Tôm thì lại. Này này, sao mày đoán hay vậy? Chuyện tao chỉ cần là bỏ trống bài thi, không làm gì cả là được không điểm thôi. Có vậy thì mới ăn được 5 lép của mày chứ. Nhưng mà mày thi trượt là thật đấy. Ừ nhỉ, tao chưa nghĩ đến phương án này. Tôi chết rồi, tao ăn đồ ăn rồi. Tôm, đưa cái điện thoại đây. Oh no. Ngồi trong lớp lại còn hí hoáy điện thoại à? Trời ơi, em dùng điện thoại để nghiên cứu thêm tài liệu về kiến thức mà thầy. Lại còn chả treo. Tôi sẽ kiểm tra cậu, xem cậu học được cái gì trong đấy. Hịch tướng sĩ, ai là tác giả? Đợi chút. Wow. Hịch tướng sĩ có tác giả là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Được. Bây giờ làm cách nào để trị được cái thằng học sinh này? Cậu giải cho tôi bài toán này. Sao lại không có nhở? Em bó tay ạ. Đấy, học trong điện thoại thì làm sao mà bằng thầy dạy được. Đưa cái điện thoại đây. Thầy ơi, thầy có chắc chắn là kiến thức nào thầy cũng biết không ạ? Chắc chắn chứ. Nice. Thầy là thầy giáo cơ mà. Thế thì thầy có dám cá cược với bọn em không? Nếu như bọn em đố mà thầy không trả lời được thì thầy sẽ phải gọi bọn em bằng thầy. Ok, cá luôn, sợ gì. Được, vậy em đố thầy nhá. Quả trứng có trước hay con gà có trước? Nani? Cà phê pha với thuốc ngủ, khi mình uống vào thì mình sẽ thức hay là sẽ ngủ ạ? Quả cam được gọi là quả cam vì nó giống màu cam, hay là màu cam được gọi là màu cam vì nó giống quả cam hả thầy? Trà sữa thì là trà pha với sữa, hay là sữa pha với trà hả thầy? Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào cô ạ. Chào thầy ạ. Chào tất cả các thầy các cô ạ. Thèm ăn vặt quá mà lại chả còn đồng nào cả. Có cách. Trinh ơi, này, chiều nay liên hoan đi, tao có bim bim rồi, mày mua nước ngọt nhá. Ok luôn. Này Hiếu. Hả? Chiều nay liên hoan đi, thì tao có nước ngọt rồi, mày mua bim bim nhá. Nhất trí. Không học bài. Cái gì? Này, chiều nay liên hoan đi, tao có bim bim với nước ngọt rồi, mày mua hoa quả nhá. Ok bạn ơi. Hoa quả ngon không bọn mày? Ngon. Hoa quả nhà tao mà lại. Hả? Hoa quả mày mua? Ừ. Bim bim tao mua. Nước ngọt tao mua. Thế thằng Tôm, mày đi ăn chùa à? Không làm mà vẫn có ăn thì mới gọi là đỉnh cao chứ. Leo leo mấy con bò. Trời ơi xinh thế. Tôm đang nói Trinh nhá. Từ bé đến bây giờ chưa gặp được một thứ gì mới ra lại đẹp đến vậy. Tôm tinh mắt thật đấy. Váy này là mẹ tớ vừa mua cho tớ đấy. Tôm thấy Trinh mặc có hợp không? Xuất sắc, nhìn tỏa sáng ánh hào quang cứ như thiên thần. Eo, hôm nay mới biết Tôm khéo mồm thật đấy. Ước gì chúng ta thuộc về nhau nhở. Cậu này bạo dạn thật đấy. Tớ đồng ý. Đồng ý cái gì?
Chả phải cậu vừa khen tớ xinh như thiên thần còn gì, lật mặt nhanh thế. Rõ người à? Này, tao đang xem cái bộ trò chơi mới ra ở trên điện thoại đây này. Chứ con mày thì xấu như con ma ấy. Mày tự ảo tưởng lại còn đi đánh người ta. Con điên. Cậu Tôm, trong tuần này cậu mắc quá nhiều lỗi. Ngủ trong lớp, ăn quà vặt trong lớp, vẽ bậy linh tinh vào vở. Cậu mang sổ đầu bài về, xin chữ ký của phụ huynh rồi nộp lại cho tôi. Oh no. Dạ vâng ạ. Anh này Nhân ơi. Gì? Tao bảo, hay là bây giờ mày giúp tao giả làm bố tao ký vào đây nhá. Mày bị điên à? Tao ký xong là tao bị phát hiện thì sao? Thôi giúp tao lần này nhá. Ừ. Bạn tốt. Bạn Tôm còn rất nhiều khoản tiền vẫn chưa đóng này. Tiền quỹ lớp này, tiền vệ sinh này, tiền học thêm này. Tổng cộng là 500.000. Thế Nhân, dạ, bao giờ em định đóng cho bạn Tôm đây? Em có liên quan gì đến bạn Tôm đâu mà em phải đóng tiền hộ à? À thế à, thầy lại cứ tưởng là em là bố của bạn Tôm. Thì mày ký vào sổ đầu bài của bạn Tôm chứ. Bây giờ trên mạng có người hơn mình mấy tuổi mà đã là chủ tịch rồi. Phải làm sao để giàu bây giờ nhờ? Ui ui, bạn nào mà được điểm kém á, mua bút của tôi một cái thầy cho 10 luôn. Này, mua bút không? Thế một cái bán bao nhiêu? 20. 20 ra quán tao á, mua được hẳn 10 cái như này nhá. Thế thì mày ra quán mà mua nhá. Lượt. Này này này, bán tao cái bút để vào kiểm tra nhanh lên. 20. Tiền sư cái thằng nào trộm bút của tao. Này, bán tao cái bút. Bán cho anh thì em bán 2.000 thôi ạ. Sao bút này nhìn quen quen nhỉ? À đây rồi, đúng bút mình rồi. À, hóa ra mày là cái thằng ăn trộm bút. Các em nghe tôi dặn kỹ đây. Để đạt được thi đua lớp tiên tiến thì tôi nghiêm cấm các em không được ngủ gật, không được ăn vặt, không được cờ bạc trong trường. Nghe rõ chưa? Dậy. Tôi nói là không được ngủ gật cơ mà. Em ngủ nằm im chứ đâu có gật gù đâu ạ. Hiếu, ai cho em ăn vặt trong trường? Thầy hiểu lầm em rồi. Cam này là em mua ở ngoài chợ, chứ em có vặt ở trong trường đâu ạ. Mày đừng có mà chơi ăn gian đấy nhá. Chả ai thèm đâu. Ừ, hay các cậu này, cờ bạc công khai luôn. Ơ thầy, thầy bảo em không được chơi cờ bạc, nhưng đây là bài bạc mà thầy. Ừ, đúng rồi, với cả đang thiếu chân, thầy ngồi xuống chơi cùng bọn em luôn. Thầy, em muốn đọ trình độ với thầy. Thầy sẵn sàng. Nếu như đố nhau, em không giải được, em mất thầy 10.000. Còn thầy không biết thì thầy phải mất em 2 lít. Ok luôn. Em nhường thầy đố trước đấy. Nice. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay lên mặt trăng? Là Phạm Tuân. Câu thứ hai này, nhà bác học Newton bị rơi quả gì vào đầu? Là quả táo. Quả táo nhớ chưa? Bây giờ đến lượt em. Con gì buổi sáng đi bằng 2 chân, buổi trưa đi bằng 3 chân, buổi chiều đi bằng 4 chân, còn buổi tối á không còn chân nào cả. Thôi thầy chịu thua. Đáp án là con gì nhỉ? Em chịu. Thế thì phải giả thầy 200 đấy chứ. Ngay từ đầu có giao hẹn là bắt buộc phải giải được đáp án đâu. Này thầy sẽ đọc điểm bài kiểm tra sáng nay của các em. Bạn Trinh 9 điểm, bạn Trà 9 điểm, bạn Minh kém quá 6 điểm, còn bạn Tôm chiều nay mời phụ huynh lên gặp thầy gấp. Dạ vâng ạ. Chuyện là thế này chị ạ, hôm nay tôi cho học sinh làm bài kiểm tra môn văn, đề bài là hãy miêu tả một mâm cơm ấm cúng của gia đình em. Mà tôi không biết cho trò Tôm bao nhiêu điểm. Thầy cho tôi mượn. Cứ chuẩn bị đến bữa cơm là bố em lại le nhe bảo quanh đi quẩn lại có mấy món thế này thì ăn thế đéo nào được. Mẹ em cãi lại, ông không ăn thì nhịn. Bố em tức tiết đập đổ mâm cơm, rồi cầm cái vuông so lên ném mẹ em. Mẹ em dãy lên, ngồi khóc ăn vạ. Ôi là nước ơi, thằng chó nó đánh tôi. Ôi trời ơi, con ơi là con, tại sao mày tả thực cái gia đình mình như thế? À, để cho người ta cười mà tao à. Trời ơi, rốt. Đấy, thầy nghe mẹ em nói rồi đấy nhá, thầy phải cho 10 điểm này.
kìa tôm. Sao hai bạn cứ nhìn tớ mà cười vậy? Đồ tôm ngốc nghếch. Ơ kìa, kẻ ngốc nghếch đi đâu đấy? Có mày ngốc ấy nhá. Leo 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 cái đồ tôm ngốc nghếch. Tôm, bài tập về nhà của em đâu? Oh no. Sao không nộp cho thầy? Dạ, em thưa thầy, em làm mất rồi ạ. Sao em lại có thể bất cẩn như vậy? Dạ, em xin lỗi thầy, bởi vì trong lúc đánh nhau em đã không để ý ạ. Em lại còn đánh nhau nữa? Dạ, em đánh nhau với bạn Tuấn ở lớp bên. Bởi vì bạn ấy bảo là thầy vừa dạy dở, vừa xấu trai, lại vừa khó tính. Em không thể chấp nhận được. Em nói với bạn ấy rằng thầy là một người rất là tuyệt vời. Vậy là bọn em đã xảy ra xô xát ạ. À, hóa ra là thế. Em là người nhận định rất là đúng. Thôi, hôm nay thầy không kiểm tra bài của em nữa đâu. Thầy cho em 10 điểm. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Đúng là mồm miệng đỡ chân tay. Tôi rằng đến mấy cũng không bằng mấy thằng nịnh giỏi. Cho tớ xin miếng. Không cho. Mày mà không cho tao nhá, tao sẽ mách thầy là mày mang đồ ăn vặt vào trong trường. Cho chơi ké ván. Không cho. Mày không cho tao chơi nhá, tao mách thầy là mày mang điện thoại vào trường. Cho mượn quyển truyện coi. Không cho. Mày mà không cho tao, tao mách. Nhanh cho nó luôn. Mấy đứa chúng mày có muốn có tiền để mua bim bim không? Có. Tao sẽ cho mỗi đứa 2.000 với một điều kiện, chúng mày phải cạch mặt thằng Tôm ra. Tại sao mày lại làm thế với tao? Tại vì tao ghét mày. Mày game on. Thôi mà Tôm, đừng khóc nữa. Có tao ở đây rồi. Hiếu, tao biết là mày sẽ không bao giờ bỏ rơi tao mà. Mày là tri kỷ của tao. Nope. À, ừ thì tờ tiền 2.000 mà thằng Minh nó đưa cho tao ấy bị rách góc, có tiêu được đâu. Bực kết cả mình. Tí tao mất một người bạn tốt như mày đấy. Thế là nó vì tiền chứ vì gì mình? Này Tôm, bây giờ tao có 2 tờ tiền, một tờ 20.000 và một tờ 10.000. Cho mày chọn thì mày lấy tờ nào? Tao lấy tờ 10.000. Tại sao? Vì 10.000 to hơn 20.000. Đúng là tên ngốc. Chúng mày ơi, thằng Tôm nó ngốc cực kỳ. Tao cho nó chọn giữa tờ 10.000 và tờ 20.000. Nó chọn tờ nhỏ nhất chúng mày ạ. Thật á? Để tao thử. Này Tôm, tao có một tờ 10.000 với một tờ 20.000. Tao cho mày chọn thì mày chọn tờ nào? Chọn 10.000. Tôm, tao có một tờ 20.000 với một tờ 10.000. Mày thích lấy tờ nào? Đã bảo rồi lấy 10.000. Thằng này khôn thật. Tôi mời em ngốc lắm. Tờ 20.000 lớn hơn tờ 10.000. Lần sau ai có cho ấy, thì em phải chọn cái tờ 20.000 ấy. Nice. Nếu như mà em chọn tờ lớn hơn ngay từ đầu thì làm gì có đống tiền cầm ở trên tay đây. Thầy ngốc. Chà ơi, kẹo đây, ăn ngon miệng nhá. Còn danh con kia là con nào mà dám vượt mặt mình? Ơ Trinh ơi, Trinh. Này, con bé kia là con nào mà nhìn vênh váo thế? Mày chỉ cần biết đó là người không thể động đến. Không thể động đến. Được. Con danh con kia, mày tên là gì? Hỏi làm gì? À, láo quá nhở. Này, mày biết tao là ai không? Không. Tao là đại ca ở cái trường này nhá. Khi mày về đây thì mày phải nghe lời tao, nhớ không?
Không. À, đã thế thì hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Nani? Này, đáng lẽ bọn mình phải nói với thằng Tôm là con bé nào nó vừa vô địch giải võ thuật toàn quốc chứ nhở? Thôi xin. Xin là xin vĩnh biệt cô. Muốn nhận được kho báu thì đi đến ghế đá. Tìm cầu thang bộ để lấy kho báu. Đi đến gốc cây ở khuôn viên, kho báu đang nằm ở đó. Kho báu đang ở chỗ cầu trượt. Chả lẽ lại không cố nữa. Lại là tờ giấy nữa. Thế thì chắc chắn là bị thằng nào đấy trêu rồi. Tiền. Đúng là Lộc trời cho mà. Thế là mình có tiền sáng cả tháng rồi. Ôi ơi, đúng thật là không kiên trì đến phút cuối thì không được cái gì mà. Trời ơi. Ê này, chúng mày biết tin gì chưa? Tin gì? Ôi giời, chiều nay sinh nhật cái Trinh đấy. Bây giờ mỗi đứa góp tí tiền đi, để tao đại diện mua quà. Thế mỗi đứa góp bao nhiêu? Tao tính là mua cho nó quyển vở, mấy cái bút với đôi dép xịn. Mỗi đứa 50 nhá. Ok luôn. Lâu thế nhở? Tôm làm cái gì mà lâu thế? Sao hai cậu lại ở đây thế này? Trinh, sao cậu không nhà cậu đón sinh nhật cậu ra đây làm gì? Chúc mừng sinh nhật Trinh nhá. Tí nữa bọn tớ tặng quà cho. Đã đến sinh nhật mình đâu. Còn tận 5 tháng nữa cơ mà. Thế là nó lừa mình. No. Thằng Tôm lông côm này. Sao mày dám lừa bọn tao là hôm nay sinh nhật cái Trinh nữa mình hả? Tao bảo chúng mày là chiều nay sinh nhật cái Trinh lớp mình bao giờ. What? Ý là cái Trinh gần nhà tao ấy. Các em. Dạ. Cứ coi thầy như là người bố thứ hai của các em. Thế có nghĩa là thầy là bố của mẹ em ạ? Đấy không, ý thầy là thầy sẽ có trách nhiệm, quan tâm, yêu thương và chia sẻ với các em. Các em cứ coi thầy như là người bố ruột. Các em hiểu chưa? Dạ, rồi ạ. Thầy, em đi tìm thầy mãi đấy. Thế có việc gì đấy em? Em gửi thầy hóa đơn tiền điện ạ. Nhưng mà đây toàn là hóa đơn nhà em mà sao lại đưa cho thầy? Thì rõ ràng hôm trước thầy bảo là hãy coi thầy như bố. Mà đã là bố của em ấy là phải có trách nhiệm đóng mấy thứ tiền này. Ý của thầy ấy là thầy chỉ yêu thương các em ở trường thôi. Ôi giời ơi, không đóng tiền cho thì yêu thương cái gì? Toàn nói phép rồi. Ê Tôm, sao mày cứ sao con búp bê lên đầu làm gì đấy? Này, đây chính là con búp bê phù thủy chuyên chữa bệnh ngu. Chỉ cần mày xoa nó lên đầu thôi là đầu óc sẽ được khai sáng, không còn tối tăm và mụ mị nữa. Mai tao có bài kiểm tra, cho tao mượn một hôm nhá. Này, họ hàng anh em gì mà mượn? Chỉ cho tao mua đi. 200.000. Kiến thức là vô giá, chỉ cần tao thi đỗ là được. Thằng Tôm lông côm kia, mày bảo mấy tao là xoa con này lên đầu là thông minh hơn thông minh của mày đây à? Nó chỉ là con búp bê bình thường thôi nhá, chẳng có tí phép thuật nào cả. Với 200.000 ý, tao mua được hẳn 20 con như thế này nhá. Đấy, mày đã thông minh hơn rồi đấy. Chúng ta sắp tổng kết năm học, nhưng thầy vẫn tổ chức học thêm hè cho các bạn. Bạn nào tình nguyện đăng ký thì giơ tay lên. Em Tôm, sao em không đăng ký? Thầy bảo là tự nguyện mà. Với lại mẹ em bảo ấy là học trong năm đủ rồi, nghỉ hè thì cứ chơi cho sướng. Nhanh cái tay lên, cứ nhích từng tí một. Vâng ạ. Dừng lại ngay, cậu quét mạnh cái bụi hết vào mặt tôi rồi đây này. Vừa cái tay thôi. Cậu này quét trường quét lớp mà cứ thong dong như đi dạo công viên ấy nhở. Bây giờ em quét nhẹ thì cũng không chịu, quét mạnh thì cũng không ưng, mà quét vừa phải thì thầy mắng. Thì em phải quét thế nào cho thầy vừa lòng ạ?
Làm thế nào ấy thì về hỏi mẹ cậu nhá. Bạn này, tôi kết con bé kia quá. Bây giờ bạn giúp tôi để tôi tán được nó nhá. Nhưng mà giúp bạn kiểu gì? Thì bây giờ tớ nói gì bạn nghe đấy, cung phụng tớ như là đại ca, để nó ấn tượng, nó phải nể tớ luôn. Tớ giúp bạn lần này lần chót đấy nhá. Cảm ơn bạn tốt nha. Ok. Bóp vai Hiếu ơi. Uống nước Hiếu ơi. Nóng. Mà nhạt mồm nhạt miệng quá đấy nhá. Bóc cái kẹo không được hẳn hoi, nhặt lên ăn hết đi. Nhưng mà rơi xuống đất rồi làm sao mà ăn được. Trời ơi, tao bảo ăn là phải ăn, nhặt lên ăn. Mày bảo tao ăn á? Này thì ăn này, ăn này. Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đó thằng này nhá. Hôm nay nhá, không có bạn bè gì nữa, kệ mày. Cho chừa cái thói nghênh ngang, nhìn vắt ghét. Em có sao không? Tôm, sao bạn ngã mà em không đỡ bạn dậy? Bạn ấy tự ngã thì tự đứng lên đi chứ, em liên quan gì đâu. Giúp đỡ người khác tuy không phải là trách nhiệm của mình, nhưng việc đấy là việc em nên làm thì mới chứng tỏ được mình là một con người có phẩm chất tốt chứ. Dạ vâng ạ, từ bây giờ em sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn ạ. Tôm, làm gì mà sách vở đầy bàn thế? Trình Sinh này, Hiếu Voi này, Minh Dẹo là như nào? Thì em giúp các bạn làm bài tập về nhà à? Đúng như lời thầy dặn nhá. Trời, có học sinh như cậu tôi cũng chỉ muốn nghỉ dạy cho rồi. Cũng được, thế thì thầy cũng nghỉ dạy đi, để em giúp thầy dạy các bạn luôn cho. Tôm, cậu là học dốt nhất lớp, cuối năm tôi cho cậu đúp. Này, bố em làm giang hồ ở cái đất này là ít khi giữ được bình tĩnh lắm. Thế thì em cứ ngoan ngoãn, thì cuối năm thầy sẽ chắc chắn cho em lên lớp nhá. Em này. Hả? Bàn học bẩn thỉu, cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh cho tôi. Hình như thầy nợ nhà em mấy chục triệu tiền gạch xây nhà. Thôi thì con trai mà, phải bừa bộn một tí. Còn cô này, đi học phấn phấn son son. Vợ của thầy ý, là cháu gái bên đằng ngoại mẹ em đấy. What? Xét theo vai vế, thầy phải gọi em là chị đấy. Màu son này đẹp nhở. Nhân, bố em làm hiệu trưởng thì cái này thì thầy biết, thầy nhớ. Thôi, cả lớp chúng ta vào bài mới nhở. Chắc phải bỏ về đi phụ hồ mất. Em Tôm, lên kiểm tra bài cũ cho thầy nhá. Dạ vâng ạ. Em cho thầy biết hai bà Trưng cưỡi con gì ra trận? Em chỉ biết làng em có bà tên là Trưng hay cưỡi trâu ra đồng thôi. Thế vị thánh nào lên 3 tuổi đã nhổ cả bụi tre đi đánh giặc Ân? Uầy, ai mà ngầu thế hả thầy? Em ở nhà nhá, chỉ mới nhổ cái cây lan cảnh của bố em thôi, thế mà đã bị đánh đòn nát cả mông rồi. Bó tay với em. Thế Trần Hưng Đạo mất năm bao nhiêu? Cái này khéo khi thầy phải đợi em chạy về nhà hỏi ông. Bởi vì mấy cái cáo phó ở phường ấy, chỉ có ông em là hay tìm hiểu thôi. Bao nhiêu kiến thức tôi dạy cậu trôi tuột đi đâu hết rồi. Cho em cơ hội lần cuối. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Câu này em biết. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày cả nước thịt lợn à. Nani? Nhà em năm nào cũng treo cờ với làm cỗ, em biết à. Ôi trời ơi. Học sinh, đất nước ta có tất cả bao nhiêu đời vua hùng? Thầy ơi, thầy là thầy giáo mà lại không biết ạ? Dĩ nhiên là tôi biết. Thế thầy biết rồi, thì thầy còn hỏi làm gì? Thì tôi phải kiểm tra để xem các cô, các cậu kiến thức còn hay không chứ. Ui giời ơi, bọn em mà biết ý, thì đã chả cần đến đây học thầy. Cậu đi ra khỏi lớp, tưới cây cho tôi. Ai cho thầy biết bánh Trưng xuất hiện vào đời thứ bao nhiêu vua hùng? Thứ 6 ạ. Cậu trả lời rất chuẩn. Thế thầy ơi, kiến thức thầy đưa dạy mà em đã biết rồi, thì thầy có trả lại tiền học phí cho em không ạ? À? Cậu lại vặn vẹo tôi à? Đi ra tưới cây nốt. Hai cô cậu kia đi đâu? Dạ thưa thầy, anh đi tưới cây ạ. Em đi nhặt cỏ ạ. Tôi đã hỏi gì đâu. Biết cũng bị đuổi, không biết cũng bị đuổi. Bọn em chủ động cho nó nhanh ạ. Uầy uầy, em kia xinh thế. Xinh mà kia bò lắm. Rồi hôm qua ai chơi cùng đâu? Mày nói quá, chứ xinh thế kia chắc chắn là một người tốt.
quầy, bạn Trinh đang ăn kẹo gì mà nhìn ngon thế? Kẹo mút mới đấy, cậu thích không? Tớ cho mấy cái. Có, tớ cũng thích ăn kẹo này lắm, cho tớ xin một cái nhá. Điêu, nhìn cái mặt của cậu là tớ biết cậu không thích rồi. Tớ thích kẹo này thật mà. Tớ hỏi nghiêm túc đấy. Thì tớ nghiêm túc. Tớ đã có lòng mời cậu mà cậu cứ đùa dài. Tớ hỏi lại cậu lần nữa này, cậu có thích không tớ cho? Ừ thì tớ đang bị sâu răng, không ăn được kẹo. Cậu cứ giữ lấy mà ăn hết đi. Có thế chứ, đấy là tớ mời cậu rồi mà cậu không ăn đấy nha. Thế mày tin tao chưa? Đúng thật là mấy cái đứa nhìn hơi xinh một tí thì tính lại hãm. Này, đến giờ đi thi đấu game với bọn làng bên gì đấy. Nope. Nhưng mà đã hết giờ đâu, còn hẳn một tiết cơ mà. Tao có cách. Ôi, ôi trời, đau bụng quá à. Thế em làm sao thế? Em tự nhiên bị đau bụng dữ rồi, xong rồi còn đau đầu, thi thoảng còn buồn nôn nữa. Ôi trời ơi, nhiều triệu chứng thế. Thôi hay thầy cho lên phòng y tế khám nhá. À, thôi thầy ơi, nhà em gần nhà bạn Tôm, thầy để em đưa bạn Tôm về được không ạ? Thôi thế cũng được. Mày chơi game đen thật, mà cũng do mày, đi rừng ngu. Có mày hỗ trợ ngu thì có ấy. Lại sao? Thôi rồi, cái chìa khóa nhà của tao rơi đâu ấy? Chìa khóa đây. Thầy. Thầy tưởng em bị bệnh gì, chứ bệnh ham chơi game ấy, thì tặng mỗi đứa một con không nhá. Sao thầy biết em chơi game ạ? Thì quán game đấy là quán nhà thầy mà. Này, làm sao mà mày khóc thế? Tao vừa bị điểm công xong, thầy còn mời bố mẹ tao lên gặp thầy cơ. Đây là cái chuyện quá bình thường của học sinh luôn. Chuyện bình thường, điểm công á, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Mẹ tao sẽ xấu hổ với tao, so sánh tao với con nhà người ta. Tao sẽ áp lực lắm. Mày cứ quan trọng hóa vấn đề. Không phải mày ấy, thì mày đã nói hay. Kể cả là chuyện của tao thì tao cũng thế thôi. Đấy là tại vì mày quá yếu đuối, đồ yếu đuối. À, đã thế gì à? Em thưa thầy, em có chuyện muốn thưa với thầy ạ. Sao vậy em? Bạn Tôm bạn thì xé sách giáo khoa làm thuyền, lại còn bôi mực lên bàn thầy ạ. Tôm. Dạ. Tôi cho em không điểm vào sổ. Chiều nay mời phụ huynh lên gặp tôi gấp. Thằng kia, mày hại tao rồi. Này, để tao kể chúng mày nghe nhá. Bố tao có nuôi một con vẹt giá 20 triệu. Ui dồi, nó đẹp lắm mày ạ, nó biết nói tiếng người. Ghê chưa? Bình thường, bố tao nuôi một con chó cảnh trị giá tận 50 triệu cơ. Kinh không, kinh không? Quá bình thường luôn. Nope. Bố tao này, nuôi một cá koi hẳn 100 triệu nhá. Chưa hết nhá, bố tao chăm nó hơn cả chăm tao, toàn cho đồ ăn tiền thôi. Thế thì bố chúng mày thua bố tao hết. Nani? Thế bố mày nuôi con gì mà oách ý? Bố tao con nuôi con đè, đã nuôi cả năm nay rồi chưa thấy về. Cứ mỗi ngày đến lúc 6:30 chiều là đồ đạc trong nhà tao cứ không cánh mà bay. Thế thì bố chúng tao thua bố mày thật. Ai hốt mà? Tao! Này! Hai đứa chúng mày làm gì đây? Cây xúc xích này là của tao, mà nhân nó cứ bảo là của nó. Của tao mày đừng có láo. Thôi, chúng mày để tao phán xử cho. Đưa đây. Oh no! Mày làm gì? Rốt! Bây giờ nhá, tao sẽ ăn thử cây xúc xích này. Nhìn mặt đứa nào tiếc hơn thì là của đứa đấy. Tuyệt rồi, giờ của ai không quan trọng nữa. Mày đúng là cái đồ cháo chở nhá. Người ta đã giúp rồi lại còn trách. Ôi ai, sợ đau bụng thế. Nhân. Gì? Cái cây xúc xích vừa rồi chúng mày lấy ở đâu mà tao ăn vào đau bụng thế? Cái đấy tao nhặt ở dưới đường. Tính mang về cho con Milu ăn nhưng mà nó ăn rồi. Này chúng mày, chúng mày gửi giúp tao cái này cho con Trinh nhá. Sao mày không tự đưa đi? Thì người ta nhờ thì cứ làm đi nhá. Trinh ơi, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ đợi cậu ở cổng trường, mình cùng đi ăn kem nhá. Yeah. Trinh ơi, tớ thấy cậu như con Milu. Trinh xinh, Trinh yêu, có người gửi thư cho cậu đấy. Gửi cho tớ á? Tôm nó bảo phải đưa tận tay cho cậu. Trinh!
mày dám thách thức tao à? Lần sau á, mày chừa cái mặt tao ra nhớ chưa? Ai hốt mà. Tiết học hôm nay nói về ca dao tục ngữ. Thầy đố các em này, uống nước nhớ gì? Dạ, em thưa thầy, uống nước nhớ kẻ trồng cây ạ. Chắc lại nhớ kẻ trồng cây. Bởi vì nhà em toàn uống nước dừa mà. Khổ quá. Uống nước nhớ nguồn. Ý nói ấy là lòng biết ơn. Chúng ta có được ngày hôm nay ấy thì phải. Mà thôi, các em nhìn lên bảng, đọc đúng nghĩa cho thầy xem nào. Câu thứ nhất. Thưa thầy, gần mực thì đen, gần đèn thì chói mắt ạ. Tiếp theo. Thưa thầy, không có lửa thì làm sao nướng cá? Dạ, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho mất tiền mua ạ. Nani? Ông kìa, thầy đi đâu đấy? Đi về, làm tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại, bo tay, về. Ok thầy, thầy làm sao mà nhìn người xanh xao vàng vọt thế ạ? Không biết ăn phải cái gì mà. Mà thầy đau bụng đi ngoài cả ngày. Tưởng gì, chị cái bệnh tiêu chảy này em chữa phút mốt, nhà em có thuốc gia truyền mà. Thế bán cho thầy mấy viên? Tình nghĩa thầy trò bán buôn gì, em mà tặng thầy. Em đúng là học trò tốt của thầy. Tôm ơi Tôm. Em chào thầy. Công nhận cái thuốc hôm trước em cho thầy ấy hiệu quả thật, uống vào cái là tịt luôn. Nhưng khổ lỗi tịt lâu quá. Thế thì em lại có cái thuốc này. Thầy chỉ cần uống 3 viên này vào ấy là bụng dạ lại sinh hoạt được bình thường. Thế thì cho thầy nhá. Cho là cho thế nào? 500.000 một viên. 500.000? Thì em có ép thầy mua đâu. Nhưng em bảo này, có ngày căng lên, nổ bụng đấy. Thằng nhõi này lừa mình. Thôi được rồi, thầy mua. Tôm, mày thấy biết khăn ướt của tao đâu không? Tao lấy lau giày hết rồi. Mà cái bấm móng tay nhìn quen quen. Thì của mày mới lại. Lần sau lấy đồ của người khác thì phải hỏi một câu nhá. Mày tùy tiện nó vừa thôi. Ôi giời ơi, sao chai nước vơi đi nhiều thế nhở? Thì em khát quá nên là em uống rồi thầy ạ. Cái nước này là thầy pha thuốc chuột vào rồi đấy. Người mà uống vào thì chỉ có toi thôi. Ôi giời ơi, thầy thì làm sao bây giờ? Thầy cho em xin thuốc giải thầy ơi. Thuốc này thầy có thuốc giải đâu. Trời ơi, từ giờ là không bao giờ dám tự tiện dùng đồ của người khác nữa. Thế em có chắc chắn rằng từ giờ bỏ cái thói tự tiện đi không? Cạch đến già rồi đây ạ. Thôi được rồi, trong nước này không có thuốc đâu. Thầy chỉ dạy cho em một bài học thôi. Tại sao đi học muộn? Báo cáo lý do cho thầy đi. Dạ, em thưa thầy là bởi vì sáng hôm nay em nhìn thấy bố em đi câu cá, em thì muốn đi theo mà bố em không cho, nên là đành phải đi học đi ạ. Thế chắc bố em cũng giải thích cho em tại sao phải đi học chứ. Cái việc học là rất quan trọng, cho nên... Ê không, ý bố em không phải thế đâu. Bố em bảo là mồi câu thì ít, mà hai người đi tranh nhau thì câu bằng cái gì, nên là đi học. Thế còn em kia? Dạ thưa thầy, vì mẹ em bận trang điểm nên đưa em đi học muộn ạ. Mẹ bảo ra đường là phải xinh, cái đẹp đánh bẹp cái nết ạ. Ôi trời ơi, phụ huynh kiểu gì? Thế còn em kia? Vì em học theo bố em đi học muộn ạ. Thế bố em làm gì mà suốt ngày đi làm muộn? Vì bố em là hiệu trưởng trường này. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, sao cái mũ trên đầu thầy nhìn lạ thế ạ? Thường ấy, là những người đội cái mũ này ấy là rất thông thái và có kiến thức sâu rộng. Mũ mà lại kiến thức sâu rộng á? What? Này Tôm, bị dở hơi à mà cười một mình thế? Gì dở mà người ta biết niềm nở à? Tao xin trân trọng thông báo cho mày biết, từ ngày hôm nay tao đã trở thành một người có kiến thức sâu rộng và cực kỳ thông thái. Bốc phét. Thế 5 x 5 bằng bao nhiêu? 5 x 5 thì bằng 5 năm. Sai. Bằng 25. Thế là cái mũ này là đồ đẻo. Thầy, thầy là thầy giáo mà thầy lại lừa đảo. Thầy làm em mất một tuần tiền ăn sáng liền để mua cái mũ vô dụng này về. Em về em phô bố. Hôm nay sinh hoạt lớp, thế có ai có ý kiến gì không? Dạ thưa thầy, có em ạ.
em xin đề xuất là lớp ta sẽ đóng thêm tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo. Trong xóm em có một bạn gia đình hoàn cảnh lắm, thiếu thốn đủ thứ, người cứ gầy còm, ốm nhom đi. Em nhìn mà xót lắm ạ. Rất văn minh, rất đậm tình người, thầy quyết định lớp chúng ta mỗi người đóng thêm 500.000, bàn giao cho bạn Tôm làm thủ quỹ để ủng hộ cho người nghèo. Các em có nhất trí không? Dạ, nhất trí ạ. Thằng Tôm, đứng lại. Mày đúng là đồ dối trá. Cái đồ không có tình người. Tao làm cái gì mà chúng mày chửi tao? Mày xem lại bản thân mày xem. Kính mới, áo mới, chuyện mới, đồ ăn nữa. Bọn tao ủng hộ cho mày ý, để mày giúp đỡ người nghèo, chứ để mày ăn diện như thế à? Thì cậu bé nghèo mà tao nhắc đến chính là tao đây. Này, nhà tao có sổ hộ nghèo để ở nhà ấy. Không tin, mai tao cầm đến cho mày xem. Tôi đã quá chán ngán với cái lớp này rồi. Các cô, các cậu vừa lười học lại còn dốt. Chỉ được cái nghịch ngợm là nhanh. Tại sao các em không nhìn sang các lớp khác, chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại còn đạt nhiều thành tích trong học tập? Các em không thấy xấu hổ à? Thầy ơi, hình như thầy Tuấn lớp bên kia vừa được nhận giải giáo viên xuất sắc ấy thầy ạ. Còn cô Hoa vừa mua được ô tô, lại còn xây được cái nhà biệt thự to đùng nhất làng luôn. Còn thầy Quân á, vừa được lên chức phó hiệu trưởng xong đấy. Còn cô Linh á, mới mở thêm được vài cái trung tâm, học sinh học thêm nên đến cả nghìn người thầy ạ. Các thầy cô khác đều thành công hết cả rồi, sao thầy không nhìn đấy mà học tập? Thầy không thấy xấu hổ ạ? Thôi, các em đi ra ngoài xếp hàng cho tôi. So sánh người ta thì được, đến khi người ta so sánh lại thì không chịu. Vô lý. Đi đâu đấy? Em nói chuyện với người lớn ấy, em phải thưa gửi đàng hoàng, phải có phép tắc, trình tự rõ ràng, em hiểu chưa? Nope. Thầy ơi. Sao đây em? Thầy ơi, thầy đừng. Phải có phép tắc, trình tự rõ ràng, em hiểu chưa? Em thưa thầy, cái cây này ngày xưa là được tất cả các thầy cô trong trường chung tay nhau vun trồng, cây lớn lên và tỏa bóng mát khắp sân trường ạ. Từng đàn chim thi nhau đổ về ca hót vang líu lo. Cậu nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Thì chim ăn, chim chơi, xong là chim phải ị. Mà nó ị ngay chỗ thầy ngồi. Trời ơi, sao cậu không nói sớm? Thì chính miệng thầy bảo là em muốn thưa gửi cái gì thì em phải có trình tự đàng hoàng mà. Ai ốt mà. Sao bài kiểm tra hôm nay toàn câu khó nhỉ? Nope. Này cậu ơi. What? Cho tớ hỏi cậu một câu thôi được không? Bạn vừa hỏi xong một câu rồi đấy. Thì cho tớ hỏi hai câu. Bạn vừa hỏi xong hai câu rồi. Thế thì cho tớ hỏi bốn câu được không? Đó, xong bốn câu. Này, đấy là câu thứ ba nhá. Đó, bốn. Biết thầy tao. Mày hay lắm. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày biết đâu. Và hai là từ mai mày phải làm bài tập cho tao. Mày cho chứ tao không cho. Mày phải cho. Thế là mày ép tao chứ mày đâu có cho tao. Mày Oh no. Nhanh gọn nhẹ. Ôi mà bố mày làm hiệu trưởng mà. Ai ốt mà. Chó Tôm, tôi nghe nói là cậu rất hay rủ rê các bạn chơi cá cược trong trường đúng không? Chuẩn luôn. Em cuộc đời này á, giỏi nhất là chơi cá cược và em chưa từng cá thua ai bất kể cái gì cả. Hay là tự tin nhờ. Thế bây giờ thầy có dám cá cược với em không? Cá như nào? Em cá là thầy không thể nhảy lò cò quá 10 cái, nếu không em mất thầy 200. Được. Căng mắt ra mà nhìn thầy nhá. Mười hai. Thế là trò thua thầy rồi nhá. Cho chừa cái tội đấy đi. Dạ vâng ạ. Đây ạ, em xin gửi thầy tiền ạ. Thằng Hiếu đâu? Tao đây. Nope. Căng mắt ra nhìn thấy chưa? Vậy là tao đã bắt được thầy phải nhảy lò co rồi đấy. Giả ra 1 triệu. Thầy sẽ viết lên đây một câu English. Wow. How are you? Ok, nghĩa của câu này là gì? Em nào biết? Em ạ. Thưa thầy, câu này có nghĩa là bạn có khỏe không ạ? Ồ, sai rồi. Bạn nào xung phong nhở? Thưa thầy, câu này có nghĩa là bạn đã ăn cơm chưa ạ? Suốt ngày ăn mới uống.
Cho tôm. Dạ. Nghĩa của câu này là gì? Thưa thầy, câu này là... Sao mày ghét câu này thế nhỉ? Nani? Đã già, xấu, khó tính một lắm mồm. Sao mình ghét ông này thế nhỉ? Đã già, khó tính, lắm mồm, xấu nữa. Hỗn láo, tại sao em lại nói thầy như thế? Cho tôm, đi ra khỏi lớp. Tôi cho em không điểm. Thấy chưa, đã không biết lại còn nhắc. Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đến với tiết học tiếng Hán Việt. Thầy ví dụ, từ tử có nghĩa là con, và từ thiên có nghĩa là trời. Tức là thiên tử là con trời. Thì các em cho thầy ví dụ xem nào. Thưa thầy, phụ là cha, tử là con, phụ tử có nghĩa là cha con ạ. Rất tốt. Tiếp theo nào. Địa tử có nghĩa là con của đất rồi ạ. Thực cũng tạm được. Em có ví dụ là nghịch tử ạ. Nghịch tử là đứa con ngỗ ngược, ngang ngược thầy ạ. Tốt. Thầy rất đánh giá cao trò hiếu. Thầy ơi, em ạ. Dạ, em thưa thầy. Sư có nghĩa là thầy, mà tử thì là con rồi. Nope. Vậy suy luận ra sư tử nó là con của thầy ạ. Thầy lại cho tôi không điểm. Nope. Thầy làm thầy tôi hơi lâu đấy. Thì làm sao? Làm sao á? Tôi nói cho thầy biết nhá. Thầy chỉ làm thầy tôi khi ở trong trường thôi. Còn ra khỏi cổng lại khác ngay. Thế thì hẹn cậu lúc về cổng trường nhá. Ok. Giờ em muốn gì? Tôi hỏi thầy lần cuối là thầy có sửa điểm cho tôi không? Chắc chắn là không rồi. Đã thế thì tôi sẽ mách với vợ của thầy. Mẹ ơi! Có chuyện gì đấy con? Mẹ ơi, bố ở trường là toàn cho con không điểm nhá. Năm nay con mà đúp tiếp là tại bố đấy. Ôi giời ơi, đến con mình ông còn không giúp được thì ông làm được cái trò chống gì nữa hả? Về nhà, biết tay tôi. Đấy, bảo làm thầy không muốn, lại cứ muốn làm bố người ta cơ. Trinh này. What? Tao có chuyện muốn tâm sự với mày. Nhưng mà mày phải hứa với tao là không được kể cho ai nhá. Tao thề, tao mà nói với ai tao là con mày. Này, tao thích cái hoa ở bên lớp bên ý. Cái hoa á? Bí mật mà. Bí mật. Ôm à, dạo này hoa khỏe không? Ê Tôm, cho gửi lời thăm sức khỏe cái hoa nhé. À, thầy chào các em nhá. Chúng em chào thầy ạ. À. À, Tôm à. À, thế Tôm có thích sang lớp bạn hoa học không? Thầy xin cho. À, mày. Con chào bố ạ. À. Con chào bố ạ. À. Các em ơi. Dạ. Bây giờ giả dụ bạn nhớ của chúng ta có 9 cái bánh. Mà chia cho mỗi người một cái. Hỏi, còn lại mấy cái bánh? Dạ, còn cái nịt thế ạ. Sao lại thế? Thầy nhìn bạn hiếu mập thế kia, có bao nhiêu nó ăn hết chứ có phần trai đâu. Thế bây giờ giả dụ 9 cái bánh này là của bạn Trinh đi. Vẫn còn cái nịt. Sao lại vẫn còn cái nịt? Dạ thưa thầy, vì bạn Trinh bạn ấy sợ béo, bạn ấy có một lá đồ ngọt đâu. Thế nên bọn em sẽ ăn hết rồi ạ. Thế bây giờ là của bạn Hoàng đi. Trời ơi, thằng Hoàng này kỳ môn nhất lớp. Nó có bao giờ cho ai cái gì đâu thầy. Ơi, thế thôi bây giờ tôi quy đi. 9 cái bánh này phải chia đều cho mỗi người một cái. Còn lại là bao nhiêu? Khổ, lớp mình không bao giờ được đoàn kết như thế đâu. Thế chả biết cái gì cả. Ui giời ơi. Này, bây giờ tao trốn học đi chơi điện tử. Mày báo với thầy là tao ốm, xong xin phép hộ tao nhé. Ok. Trinh. Này, hôm nay mẹ thằng Tôm nó bị ốm. Mày xin phép cho nó ở nhà chăm sóc mẹ nhá. Ok luôn. Thầy ơi, mẹ của bạn Tôm bị bệnh mất rồi nên hôm nay bạn không đi học được ạ. Ôi trời. Thật à em? Vâng. Thế thì thôi, hôm nay thầy cho tất cả nghỉ nhá. Để chiều tổ chức đến viếng. Nhà cho Tôm ở đâu nhỉ? Thầy! What? Thầy đi đâu đấy? Chị là...
tôi, là mẹ của cháu Tôm mà. Thầy nó ra đi thầy ơi. Thầy ơi, tỉnh thầy ơi. Xong mình rồi. Đúng là lũ bạn khốn nạn. Chào các em. Hôm nay chúng ta đến với phần học nghề nghiệp. Mời bạn Hiếu trả lời cho thầy, bố em làm gì? Dạ thưa thầy, bố em làm kỹ sư ạ. Thế còn em Hoàng? Dạ thưa thầy, bố em làm bác sĩ ạ. Thế còn em Trinh? Bố em làm ca sĩ. Cảm ơn em. Thế còn em Tôm, bố em làm gì? Thầy ơi, bố em mất rồi. Thì trước đó bố em làm gì nhỉ? Trước khi mất thì bố em kêu lên 2 tiếng hự hự rồi đi thôi ạ. Em không hiểu ý của thầy. Ý của thầy là trước đó nữa là bố em làm gì? À, bố em nhìn thấy em lấy sổ đỏ ra tốc máy bay. Thế là bố em tức quá, lên cơn đau tim, kêu lên 2 tiếng hự hự rồi đi ạ. Các cậu làm gì đấy? À, này, đồ chơi mới đấy, cho. Ồ, thế à? Đẹp nhở? À, mày đấy rồi, sao mày bắn vào người tao? Mày thích tao mà mày bắn tao? Đúng là thằng ngu, tự rước họa vào thân. Thôi, cậu không cần nói gì cả, tớ hiểu ý cậu rồi. Tớ cũng thích cậu. Chúng mình hẹn hò đi. Thế là chuột sa chĩnh gạo à? Tại mày đấy, ai bảo mày đưa giống như nó? Có mà tại mày không can tao nhá, chứ không cái Trinh nó cũng thích tao rồi. Có tại mày đấy. Đánh hơi đạo đấy. Mày thích đâu. Các em, ngày mai chúng ta sẽ học văn miêu tả. Các em hãy chuẩn bị cho thầy một đồ vật quan trọng trong gia đình mình để mang lên lớp nhé. Thưa thầy, em mang đến chiếc muôi xúc cơm vì nó giúp gia đình em có những giây phút vui vẻ bên mâm cơm ạ. Thưa thầy, em mang đến cái tăm vì nó giúp cả gia đình em không ai bị mất răng ạ. Thưa thầy, em mang đến chai nước ạ vì chai nước giúp gia đình em được giải khát ạ. Quá hợp lý, tuyệt vời. Thưa thầy, em mang tới đôi pin ạ. Đôi pin này chính là đôi pin chạy máy thở của ông Noel. Có nó nên ông Noel mới sống với gia đình em đến tận bây giờ ạ. Thầy xúc động quá. Thế cho thầy gửi lời hỏi thăm đến ông em nhá. Thế em tháo đôi pin này ra. Em đã lắp đôi pin mới cho ông chưa? Ờ, thầy chỉ dặn mang đồ đi thôi. Còn mấy cái khác thầy có dặn đâu. Chó Tôm, tại sao giờ văn hôm trước em bỏ bài chồng? Tôi sẽ cho em công việc. Dạ, em thưa thầy. Bởi vì đề bài thầy giao cho là hãy tả về người bố của em. Mà em thì không có bố ạ. Ok. Thế thầy xin lỗi Tôm nhá. Thế lần sau thầy sẽ cho đề bài thực tế hơn nhá. Lần này thuận, thầy cho em 10 điểm. Xin lỗi Tôm nhá. Cảm ơn ạ. Sao mày bảo là... Không nói như thế thì làm sao mà được 10 điểm như mày? Văn vở ấy, nó là sở trường của tao rồi. Sợ thật đấy. Mày lấy cả tính mạng của bố mày để ra đổi lấy điểm. Ê, cả Tôm lông côm kìa. Ê Tôm. Dê, thi nhảy dây với tao không? Nhưng phải bị bắt vào cơ. Này, từ bé đến giờ nhá, tao chưa ngán ai đâu. Chơi. Tao mệt lắm rồi. Tao không cố nữa đâu. Nani? Chúng nói đâu hết cả rồi. Cho nó chừa cái thói bay rách đi. Yeah. Lũ trẻ danh con. Ồn ào làm phiền ta quá. Oh no. Ai? Ai đấy? Chúng mày đang đứng trên đầu tao đấy. Mà! Các trò còn non và xanh lắm. Các em ơi, các em định nghĩa cho thầy hai từ khiêm tốn là gì nhở?
nhau ạ. Nani? Này, gần nhà em ấy, có thằng tên là Khiêm, bố nó tên là Tốn. Mỗi lần em bảo là Khiêm Tốn thì nó lại đuổi đánh em quan trường ạ. Sai rồi. Khiêm Tốn có nghĩa là không khoe khoang. Mặc dù chúng ta có hay là giỏi như thế nào, chúng ta cũng tỏ ra rất bình thường. À, em hiểu rồi. Ví dụ em có cái vòng vàng mua tận 20 triệu, nhưng ai hỏi em thì em bảo là có 2 triệu thôi, có đúng không ạ? Cần đúng. Bố em làm một tháng được 100 triệu, nhưng mà nếu mà ai hỏi em ấy thì em sẽ trả lời là bố em làm một tháng chỉ đủ ăn thôi ạ. Cũng gần chuẩn rồi đấy. Thế còn là em Hiếu, nếu như em có 10 cái kẹo mà các bạn hỏi thì em sẽ chỉ bảo em có 1 cái kẹo thôi ạ. Hiếu. Bọn em xin lỗi thầy ạ. Không sao đâu. Thầy đang buồn ngủ. May em làm thầy tỉnh cả ngủ đấy. Thế là thầy không phạt em ý hả? Phạt gì? Thầy còn phải trao cho em cái giải chân sút vàng. Còn Tôm. Dạ. Lên văn phòng gặp thầy, viết bảng kiểm điểm về cái tội nghịch ngợm trong sân trường. Thầy ơi, em với bạn Hiếu cùng chơi bóng với nhau thì có khác gì nhau đâu mà đứa được thưởng lại đứa bị phạt ạ? Đúng rồi, các em không khác nhau, nhưng bố các em khác nhau. Khác cái gì ạ? Bố Hiếu là hiệu trưởng đấy. Oh no. Còn bố em thì không. Thầy rất vui vì các em đã chịu đi học thêm ngoài giờ, sẽ giúp cho kiến thức của các em tăng lên rất là nhiều. Nope. Có mà giúp thầy tăng thêm thu nhập thì có ấy. Thôi tao vào bài nhá. Tôm, em làm cái gì cứ hí hoay cái điện thoại vậy? Em đang giúp mẹ em giảm bớt được chi phí học tập đấy ạ. Là sao nhở? Này nhá, em uống sữa Fisty, lấy cái mã ở phía lớp sau màng bọc, rồi đăng nhập vào fisty.vn để săn quà. Mỗi mật mã mình có thể tích điểm, đủ điểm sẽ đổi được bảo bối tương ứng. Ví dụ 12 điểm là đổi bộ đồ dùng học tập, 24 điểm là đổi tai nghe phát sáng. Như em đang có tai nghe phát sáng và bộ đồ dùng học tập siêu xịn sò đây, mẹ em đâu có mất tiền mua cho em nữa đâu. Bọn trẻ con này nhiều trò hay thật. Thầy, thầy dậy đi chưa ạ? Thế tao học bài nhá, mở cửa ra. Bắt quả tang thầy cũng đang săn quà của Fisty nhá. Săn mãi không được cái máy tính bảng với xe đạp. Thế thì quá kém, bọn em á săn được đầy quà rồi đấy này. Nắng nóng thèm ăn kem quá, mà lại chẳng có tiền. Ước gì bây giờ có tiền để ăn que kem thì thích nhở. Trinh này, tao với mày đi ăn kem xong hãng về đi. Hợp lý luôn, vẫn đi. Tao bảo mày đi này, cứ vào số 2 hàng gai ăn kem đỉnh của chóp luôn. Anh chủ ơi. Ăn gì em ơi? Anh cho em kem vị Oreo, thêm luôn kem vị Việt Quất, với lại cho em một nồi bánh crepe. Ôi giời ơi, ok, nhất trí, cảm ơn thượng đế mời thượng đế ngồi. Muốn có ăn thì chỉ có ăn đang sám hối thôi em nhá. Dạ vâng ạ. Các em nghe đây, tuần này chúng ta sẽ có buổi thực tập ngoại khóa. Các em hãy dùng chính sức lao động và trí tuệ của mình để kiếm ra đồng tiền chân chính. Ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ được miễn trực nhật 1 tháng. Nghe rõ chưa? Dạ rõ ạ. Úi giời, chỗ này bán đi cũng phải được 10.000. Trinh. Cái gì? Mày đâu, mày không kiếm tiền à? Thì tao đang kiếm đây. Thế mày kiếm được nhiều chưa? 1.2 triệu. 1.2 triệu á? Hay nó làm gì mờ ám nhỉ? Phải theo dõi. Cái gì thế kia? Nào là free ship, nào là giảm giá. Hóa ra nó vào Shopee để săn voucher cho mùng 9 tháng 9 thôi mà. Ui, tổng voucher lên đến 1.2 triệu cơ. Thế thì biết rồi nhá, biết rồi nhá. Cái đồ rình mò xấu tính. Bí kíp trong tay, nhanh chân chạy ngay. Thầy ơi, có rồi. Bọn em có rồi ạ. Bọn
tôi biết hết cả rồi. Có phải hai đứa cùng 1,2 triệu đúng không? Sao thầy biết à? Đây là vợ thầy Mách đây. Shop Be 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm chứ gì. Tôi phạt hai em trực nhật 1 tháng. Sao lại thế à? Vì săn vậu chơi mùng 9 tháng 9 mà không rủ tôi. Ôi này mày đi đâu đấy? Thì tao sang nhà thầy học thêm. Vô dụng. Kỳ thi vừa rồi tao được tận 9 điểm đây. Mày sẽ không bao giờ ăn được tao đâu. Đúng là đồ đã rốt lại còn xấu. Mày mắng tao hơi nhiều rồi đấy nhá. Tao sẽ cho mày biết đây. Cái gì đấy? Từ nãy đến giờ tao đeo tai nghe để nói chuyện trong game. Xin lỗi nhá. Mà tai nghe đẹp thế, mua ở đâu ấy? Thuốc thì tao bảo. Khi mua bịch sữa Fisty về, ta sẽ lấy mã số bí ẩn ở phía trong lớp màng bọc này. Sau đó, truy cập vào website fisty.vn, đăng nhập và nhập mã. Chúng ta sẽ được quay vòng quay may mắn để nhận bảo bối, hoặc là tích điểm để săn bảo bối. Ngoài phần thưởng là tai nghe ra, thì còn rất là nhiều các phần thưởng khác như xe đạp, siêu máy tính bảng và cả bộ đồ dùng dụng cụ học tập nữa đấy. Mày có nhìn thấy cái tai nghe phát sáng tao để quên ở đây hôm qua không? Từ lúc tao nhận được cái bộ đồ dùng học tập này ấy, tao chả nhìn thấy cái tai nghe nào cả. Này á, chắc chắn là tao sẽ uống thêm Fisty để nhận được nhiều mã quà.